Đơn giản thôi. Như thế nào? Nói chung là trước đây thì nó có thêm một cái phần mềm chuyên dụng hơn, đó là phần mềm Vensim. Tuy nhiên thì thực ra thì để mà vận hành cái phần mềm đó thì cũng hơi phức tạp, đặc biệt là khi mà chúng ta thực hành online thì được trước tôi định là nếu mà chúng ta thực hành mà tập trung á, thì tôi sẽ đưa cái phần mềm đó vào trong vấn đề là xây dựng hệ thống, xây dựng một cái hệ thống cơ bản về chuỗi cung ứng. Tuy nhiên thì nó khá là phức tạp, nếu mà chúng ta chỉ học online thì tôi đang sợ là chúng ta không có nó hơi phức tạp nên thôi tôi bỏ qua. Chủ yếu thì tôi cũng hướng dẫn cho các em xây dựng một cái mô phỏng về một cái hệ thống chuỗi cung ứng, tất nhiên rồi bằng cái phần mềm Excel mà thôi. Thì cái đó liên quan đến vấn đề thực hành thì mình sẽ hướng dẫn trong phần thực hành. Thì phần thực hành thì chúng ta sẽ có các cái phần liên quan, thì mình sẽ hướng dẫn sau. Tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Cái buổi hôm nay là cái buổi lý thuyết cuối cùng. Còn lại những cái phần khác thì chúng ta có thể đọc tham khảo trong tài liệu thêm. Thì mình hỏi thử một cái rằng là tuần sau thì chúng ta sẽ thực hành 2 buổi thôi. Tại vì để đảm bảo cho chúng ta có thời gian chúng ta làm bài nữa, thì tôi chỉ tiến hành thực hành 2 buổi. Tuy nhiên thì đầu tuần thì tôi sẽ gửi cho các em. Hiện tại thì tôi cũng đang tổng hợp một số các cái tài liệu liên quan đến vấn đề thực hành để cho chúng ta đọc trước để chúng ta biết. Thì chắc là đầu tuần tôi sẽ gửi cho các em. Rồi mình hỏi anh cái tuần sau thứ vào sáng thứ ba với tháng thứ năm các em có bận không? Có học môn nào khác không? Sáng thứ ba và sáng thứ năm chúng ta có học môn gì không? Dạ không thầy ơi. Vậy thì chúng ta sẽ thực hành vào sáng thứ ba và sáng thứ năm. Sáng thứ ba và sáng thứ năm nhé. Chúng ta bắt đầu từ cứ lúc 8:30 đi. Thực hành thì tôi sẽ gửi trước tài liệu và các em đọc trước, và tới ngày thì tôi chỉ hướng dẫn thôi. Thì các em lưu ý rằng là chúng ta sẽ làm trên phần mềm Excel, do đó chúng ta không biết là điện thoại chúng ta có cái phần mềm đó không. Nếu có thì tất nhiên là nó sẽ không nhanh bằng vấn đề là chúng ta sử dụng laptop hoặc là máy tính để bàn. Do đó thì các em cố gắng sắp xếp cái phương tiện để mà chúng ta học các cái buổi thực hành nó hiệu quả. Và các cái buổi thực hành này thì bắt đầu mình sẽ tính điểm quá trình, tính điểm quá trình. Và nếu như mà trường bắt thi tập trung thì các em lưu ý rằng là các cái bài thực hành này thì chúng ta sẽ thi, chứ không có nếu mà thi tập trung thì chúng ta sẽ được trước mình có cái phương án là tiểu luận rồi, nhưng mà nếu mà trường hợp là trường yêu cầu là thi tập trung thì chúng ta sẽ thi tự luận bình thường. Thì tự luận thì các em lưu ý rằng là chúng ta sẽ có 2 phần, một phần liên quan đến lý thuyết thì mình sẽ hỏi các em dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm của các cái chương mình đã giảng cho các em. Còn một phần làm chúng ta liên quan đến vấn đề là tự luận, có nghĩa là chúng ta sẽ làm các cái bài. Tôi sẽ chẳng hạn như là tôi sẽ cho các em 1, 2 đến 3 bài liên quan đến vấn đề thực hành. Do đó chúng ta cố gắng tham dự đầy đủ các buổi thực hành để đảm bảo rằng là chúng ta có thể làm được bài, đặc biệt là cái điểm quá trình tính trước đã. Còn nếu mà cái phương án là chúng ta thi online thì hiện nay một số thầy cô cũng đang đang có thắc mắc liên quan tới cái điểm quá trình đó, chẳng hạn như là cũng giống như một số trường hợp các bạn, chẳng hạn như là môn của mình cũng vậy. Khi mà chúng ta up lên hệ thống thì đã up rồi, mọi thứ cũng xong xuôi rồi, nhưng mà khi mà thầy cô tải xuống để mà chấm điểm đó, thì nó lại không có. Do đó thì cái vấn đề là hiện nay thì thi online thì chắc là trường cũng đang hoãn lại. Chủ yếu là chúng ta sẽ thi cái vấn đề là nếu mà không có tập trung được thì chúng ta sẽ làm tiểu luận. Thì các em lưu ý như thế này, tiểu luận thì mình sẽ đưa cho các em một cái khung. Hiện tại thì tôi cũng chưa có thời gian để mà tôi làm một cái khung để chúng ta viết. Do đó thì chắc là hết tuần
tới tuần sau đi nhỉ, tại vì tôi cũng đang trong giai đoạn hình hoàn thành một số cái công việc của khoa liên quan tới cái vấn đề là cái dự án AUN của khoa, do đó thì vấn đề là hết tuần sau thì mình sẽ làm ra một cái khung và các em dựa vào cái khung đó để chúng ta viết các cái bài tiểu luận. Tất nhiên rồi, khi mà chúng ta viết các bài tiểu luận thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm là chúng ta sẽ làm về một cái tập đoàn hay một cái doanh nghiệp nào đó, chúng ta phân tích cái chuỗi cung ứng của họ như thế nào, thì cái đó, cái khung đó thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Sau hết tuần sau thì tôi sẽ gửi cái khung đó. Thì và có một cái khái niệm nữa này các em cần lưu ý, thì tất nhiên rồi, làm tiểu luận thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều tài liệu. Tuy nhiên hiện nay khoa tại vì tránh cái trường hợp là chúng ta chép toàn bộ, chẳng hạn như hiện nay thì liên quan đến môn quản trị chuỗi cung ứng thì các em lưu ý là như thế này, trên mạng có rất là nhiều. Tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta phải không có được copy nguyên bài, và chúng ta phải viết, phải có tài liệu tham khảo. Tại vì hiện nay thì khoa đang đề xuất chỗ thầy Tuấn Văn Tuấn đó, trưởng phòng của truyền thông, thì nó có một cái phần mềm gọi là chống đảo văn. Điều đó có nghĩa rằng là tất cả các bài tiểu luận của chúng ta cá nhân nha, sẽ đưa qua cái hệ thống web đó. Nếu như mà bài của chúng ta có cái độ giống từ trên 50% thì giáo viên sẽ không chấm bài đó, coi như là chúng ta không điểm. Do đó chúng ta cũng cần phải thận trọng trong vấn đề là khi mà chúng ta đọc thì chúng ta cần phải chỉnh sửa sao cho đúng theo cái sự hiểu biết của chúng ta, cho tránh trường hợp là chúng ta copy nguyên bài. Nhớ nha, để tránh cái trường hợp đó xảy ra thì chúng ta cũng cố gắng tập trung một tí, tại vì cái thời gian mà tôi cho các em viết tiểu luận thì khá là dài, chứ cũng không phải là ngày một ngày hai đâu. Chúng ta sẽ có 1 đến 2 tuần cho đến khi chẳng hạn như là khoa yêu cầu nộp thì tôi mới bắt các em nộp. Do đó vấn đề là cái thời gian dự kiến mà chúng ta viết các bài tiểu luận có thể là 2 đến 3 tuần hoặc là 1 tháng. Do đó vấn đề thì chúng ta cố gắng viết sao cho tránh cái trường hợp là gì, sao chép giống như ở trên trên mạng, tại vì hiện nay đã có một cái phần mềm tránh đảo văn rồi nhé. Nhớ lưu ý vấn đề đó để đảm bảo rằng cái điểm chúng ta cao thì chúng ta cao tránh cái trường hợp đó. Rồi, hôm nay mình sẽ trình bày cho các em cái phần, nhớ nha, chúng ta sẽ thực hành vào sáng thứ 3 và sáng thứ 5. Lúc đầu thì tôi định làm 1 tuần, tuy nhiên thì làm 1 tuần như vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian để mà chúng ta có thể suy nghĩ và làm. Do đó vấn đề là chúng ta cứ giãn ra, tại vì cái thời gian chúng ta cũng còn dài. Nếu mà theo lịch học thì tới đầu tháng 7 chúng ta mới kết thúc cái môn học này. Tuy nhiên thì vấn đề là khi thực hành thì chúng ta không có tách lớp nữa, mà chúng ta học giống như là từ lý thuyết. Do đó thì chẳng hạn như là chúng ta sẽ có 7 buổi thực hành, tính ra là 30 tiết, thì tôi lấy cái trung bình là 7 buổi. Thì tôi cứ giảng ra cho các em tránh cái trường hợp dồn dập để chúng ta có thời gian học thêm những cái môn khác. Do đó thì vấn đề là cũng như là có thời gian để chúng ta có thể làm bài tập một cách thoải mái hơn, tránh cái trường hợp là dồn dập cả 1 tuần làm cuối cùng thì chúng ta lại không hiểu. Tại vì vấn đề là khi thực hành thì nó khá là phức tạp, đặc biệt là hướng dẫn qua online nữa thì cái phần lý thuyết thì tôi không nói. Chúng ta có thể sau khi tôi giảng xong thì tránh cái trường hợp mất thời gian thì tôi giảng cho các em, sau đó thì chúng ta có thể đọc tài liệu thì chúng ta hiểu. Tuy nhiên cái phần thực hành thì nó lại là liên quan đến vấn đề là Excel. Một số bạn thì đã làm quen cái phần mềm này rồi, tuy nhiên một số bạn nhiều lúc là chúng ta chưa làm quen cái phần mềm này. Do đó vấn đề là khi mà sử dụng các hàm, đặc biệt là trong Excel thì chúng ta thấy là có rất là nhiều hàm. Do đó thì vấn đề là tôi muốn các em là tất cả đều có thể làm được cái bài của tôi. Do đó thì vấn đề là tránh cái dồn dập lại, nên tôi sẽ trừ 1 tuần, chẳng hạn như tuần sau thì chúng ta sẽ liên quan tới vấn đề là lập kế hoạch. Trong lập kế hoạch thì nó có vấn đề là dự báo đó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các em dự báo. Thì thực ra cái vấn đề dự báo này nó phải tốn ít nhất từ 2 đến 3 ngày thì chúng ta mới thực hành xong cái vấn đề dự báo. Tại vì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp dự báo, kể cả năm sau, chẳng hạn như học kỳ 1 năm sau hay học kỳ 2 năm sau gì đó, chúng ta có một môn hẳn một môn luôn, đó là dự báo trong kinh doanh. Thực ra thì nó cũng là một môn tự chọn. Do đó thì vấn đề là nếu mà bạn nào sau cái vấn đề thực hành
về dự báo mà chúng ta có thể quan tâm á, quan tâm thêm nữa, hoặc là chúng ta có thể thích cái vấn đề là liên quan đến vấn đề dự báo. Thì thực ra là dự báo là một cái phần rất là quan trọng khi mà chúng ta đi làm á, đặc biệt là làm trong các cái bộ phận về marketing hay là về sale, thì thực ra cái khái niệm về dự báo, về nhu cầu về sản phẩm rất là quan trọng. Do đó thì vấn đề là nếu mà bạn nào quan tâm, đã đến lúc rồi, chúng ta kết thúc năm 3, chúng ta qua năm 4 là coi như là chúng ta ra trường, thì vấn đề là chúng ta bắt đầu. Tại vì các em lưu ý là gì, học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 4 thì nó chủ yếu là các môn tự chọn, và các môn tự chọn này thì nó nôm na là chúng ta hiểu là nó chuyên ngành sâu. Lúc này chúng ta sẽ thấy là gì, chẳng hạn như là bạn nào mà quan tâm về marketing thì có rất là nhiều môn liên quan đến marketing ở học kỳ 1 và học kỳ 2, cũng như là về tài chính, đặc biệt là các môn về tài chính, thì người ta sẽ tập trung vào học kỳ 1 và học kỳ 2 năm 4. Do đó vấn đề là ở đây thì nếu mà bạn nào cảm thấy là chúng ta đủ chỉ rồi, thì chúng ta có thể là gì, lấy thêm một vài môn để chúng ta có thêm kiến thức. Ở đây thì tôi chỉ khuyến khích thôi, chẳng hạn như là sau khi mà chúng ta thấy rằng là những môn nào quan trọng, tại vì đa số các môn tôi thấy rằng là học kỳ 1, học kỳ 2 thì đa số các môn nó là đều chuyên ngành sâu. Do đó chúng ta thích thì chúng ta nên lựa chọn một số môn mà nó phù hợp để mà khi mà chúng ta ra trường nó có thể đáp ứng cái nhu cầu việc làm cho chúng ta. Thì còn vấn đề là ở cái phần dự báo ở đây thì tôi chỉ hướng dẫn cho các em một số các cái công cụ dự báo cơ bản thôi. Nếu mà chúng ta đi chuyên sâu vào thì chúng ta nên đăng ký cái môn là dự báo trong kinh doanh vào năm sau nhé. Rồi. Thì cái phần mà chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng á, thì thực ra thì chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta đọc rồi cũng như là tôi giảng, thì chuỗi cung ứng nó là một cái hệ thống mà hôm nay chúng ta hiểu là gì, nó thay đổi liên tục khi mà cung và cầu đối với sản phẩm thay đổi. Do đó thì nhằm đạt được cái kết quả như mong muốn, các cái công ty họ phải kiểm soát và điều chỉnh các cái hoạt động cung ứng này hàng ngày để đáp ứng được cái sự thay đổi của cung cầu đối với sản phẩm. Thì trong cái chương này thì mình sẽ giới thiệu cho các em bốn loại kết quả mà các cái thành phần tham gia chuỗi cung ứng nên đo lường. Để mà biết được cái hiệu quả chuỗi cung ứng thì chúng ta phải sử dụng các cái người ta gọi là thang đo, hay là các cái công cụ để đo lường, để đảm bảo rằng là gì, cái chuỗi cung ứng của chúng ta có hiệu quả hay không. Thì nôm na thì trong cái chương này thì tôi sẽ giới thiệu cho các em bốn loại cái kết quả mà các cái thành phần tham gia chuỗi cung ứng nên đo lường, và các cái chỉ số đánh giá hiệu quả được sử dụng trong mỗi loại kết quả này như thế nào. Ngoài ra thì ở trong cái bài này, trong cái chương này thì mình cũng hướng dẫn cho các em các một cái mô hình, nó khá là đơn giản mà thôi, người ta dùng để mà gì, đo lường, sử dụng cái mô hình này để ước lượng thị trường và chuỗi cung ứng. Thì về nội dung của cái chương này thì mình sẽ bao gồm có bốn nội dung, mình sẽ hướng dẫn cho các em bốn nội dung. Thứ nhất là liên quan tới cái sử dụng cái mô hình để mà ước lượng thị trường và chuỗi cung ứng, là một cái mô hình đơn giản mà hiện nay khi mà chúng ta học các cái môn chẳng hạn như kinh tế vĩ mô thì thầy cô cũng đã nhắc rồi, đó là mô hình tương quan thị trường. Và mô hình tương quan thị trường này nó sẽ kết hợp với lại là các cái hoạt động của chuỗi cung ứng để mà gì, nó đo lường cái hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thì ở đây thì nôm na là gì, nó kết hợp lại thành một cái mô hình tương quan thị trường và chuỗi cung ứng. Thì ở cái chương này mình sẽ hướng dẫn cho các em, cũng như giới thiệu cho các em về cái vấn đề là sử dụng mô hình này để mà ước lượng thị trường và chuỗi cung ứng như thế nào. Rồi trong vấn đề đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng thì nó có, để mà đo lường được cái hiệu quả hoạt động của một chuỗi cung ứng trong thị trường thì nó có bốn cái tiêu chí. Thì trong cái phần này mình sẽ giới thiệu cho các em bốn cái tiêu chí để mà chúng ta đo lường được cái hiệu quả hoạt động của một chuỗi cung ứng trong thị trường. Bốn cái loại số đo này, nôm na bốn cái tiêu chí này thì gồm có là gì, mức độ khách hàng nè, hiệu quả nội bộ nè, nhu cầu linh hoạt nè, và phát triển sản phẩm. Thì ở cái phần này mình sẽ giới thiệu cho các em bốn cái tiêu chí người ta dùng để đo lường hiệu quả hoạt động của một chuỗi cung ứng. Sau khi mà người ta kết hợp giữa cái mô hình tương quan thị trường với lại là bốn cái tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng này, thì nó ra một
một cái phần thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho các em, gọi là cái gì, khung đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng như thế nào. Hiện nay thì người ta đang sử dụng một cái mô hình gọi là SCORE. Thì thực ra là chương 1, khi mà hướng dẫn ở chương 1 và chương 2 á, thì mình đã giới thiệu cho các em cái mô hình SCORE. Mô hình SCORE thì gồm có 4 cái hoạt động, thực ra thì nó có 5 hoạt động cơ, nhưng mà cái hoạt động thứ 5 liên quan đến vấn đề là thu hồi. Có nghĩa là gì, sau khi mà sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như là người tiêu dùng họ mua cái sản phẩm đó xong, thì nó sẽ có một cái khâu gọi là thu hồi các cái sản phẩm không sử dụng nữa, hoặc là chẳng hạn như là sản phẩm có bị khuyết tật khi mà tới tay người tiêu dùng, chẳng hạn như là sản phẩm bị hư, bị lỗi, hoặc là gì, các cái sản phẩm phế phẩm của cái sản phẩm đó, chẳng hạn như là chai lửa, chai nhựa vân vân, thì nó sẽ có một cái khâu nữa gọi là khâu thu hồi. Tuy nhiên thì ở đây thì mình chỉ đưa ra cái 4 cái lĩnh vực chính thôi trong cái mô hình SCORE, đó là gì, hoạch định này, rồi thu mua này, phân phối và sản xuất. Ở trong các cái hoạt động đó thì người ta sẽ gì, đo cái hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thì thực ra thì người ta sẽ sử dụng mô hình SCORE để mà người ta đo cái hoạt động hiệu quả của chuỗi cung ứng. Và cái phần thứ năm, cái phần thứ tư mà mình muốn trình bày cho các em thì nó liên quan đến vấn đề là gì, chúng ta sẽ có thảo luận liên quan cái vấn đề là phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu trong quá trình đánh giá chuỗi cung ứng. Thì cái phần thứ bốn này chúng ta có thể đọc trong tài liệu, nó khá là chung chung, thì thôi thì chúng ta đọc ở đây. Thì cái buổi hôm nay thì tôi sẽ trình bày cho các em liên quan đến 3 phần, phần 1 và phần 2, phần 3. Thì liên quan tới cái mô hình, liên quan đến cái mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng, một, chúng ta biết rằng là gì, một chuỗi cung ứng tồn tại thì nó sẽ nhằm đáp ứng cái thị trường mà nó phục vụ. Thì để có thể xác định được kết quả của chuỗi cung ứng thì thông thường các cái công ty họ cần phải đánh giá thị trường mà chuỗi cung ứng đang phục vụ bằng một cái mô hình đơn giản. Và cái mô hình này thì gọi là mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng. Và cái mô hình này thì nó cho phép phân loại thị trường, rồi xác định những cái yêu cầu và cơ hội mà từng loại thị trường đem lại cho chuỗi cung ứng. Và cái mô hình này thì nó đưa ra những cái hướng dẫn mở cuộc điều tra về thị trường mà công ty đang phục vụ. Và thực ra thì cái mô hình này thì chúng ta, cái mô hình tương quan thị trường này thì chúng ta đã học ở trong môn kinh tế vĩ mô rồi, đúng không ạ? Thì trong cái mô hình này nó sẽ xác định 4 loại thị trường cơ bản mà chúng ta biết, đó là gì? Thị trường đầu tiên là cái thị trường nôm na là cái thị trường đang phát triển đó. Thị trường đầu tiên là thị trường đang phát triển. Thì nôm na thị trường đang phát triển có nghĩa là sao? Là thị trường với những cái sản phẩm mới. Thì khi mà một sản phẩm mới người ta cung cấp vào, người ta tung vào thị trường á, thì cái cung và cầu đều thấp. Do đó thì chúng ta thấy rằng là ở cái màu xanh đây, ở màu xanh đọc chuối đây, thì tôi để cái vấn đề là thị trường đang phát triển, thì nôm na là gì, thị trường với những cái sản phẩm mới cung cầu đều thấp. Thì góc thứ thị trường, khi mà phân tích cái thị trường này á, mô hình tương quan của thị trường này, thì chúng ta thấy rằng là gì, cả cung và cầu sản phẩm đều thấp. Và chúng ta không thể đoán trước được giờ cái nhu cầu cũng như cung cấp của, tại vì cái sản phẩm này chúng ta thấy rằng là mới, và đây là những cái thị trường mới nổi đang được tạo ra từ công nghệ mới đang ngày càng phổ biến, hoặc là do cái xu hướng kinh tế và thị trường hình thành một nhóm khách hàng mới với những cái nhu cầu này mới. Thì trong thị trường này thì cơ hội xuất hiện khi mà chúng ta hợp tác với những cái đối thủ khác. Tại vì vấn đề là gì, cung cầu về những cái sản phẩm mới thì chúng ta thấy luôn luôn thấp. Do đó thì vấn đề là gì, trong cái thị trường này thì cái cơ hội nó chỉ xuất hiện khi chúng ta hợp tác với những cái đối thủ khác trong cùng chuỗi cung ứng để thu thập thông tin về thị trường. Và tại đây thì chi phí ở trong cái thị trường đang phát triển này thì chúng ta thấy rằng là gì, chi phí bán hàng khá là cao, còn mức tồn kho lại tương đối thấp. Tại vì vấn đề là gì, chúng ta chưa xác định được cái nhu cầu về cái sản phẩm mới này, do đó vấn đề cái lượng tồn kho mà ở cái thị trường này về cái sản phẩm mới này thì tương đối thấp. Ví dụ như là khi một doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng không ạ, bằng cách đưa một sản phẩm hoàn toàn mới vào thị trường, thì lúc này chúng ta thấy rằng là gì,
chi phí để tiếp cận với khách hàng là khá là cao. Có nghĩa rằng là gì, họ phải đưa thông tin, đúng không ạ, mọi thông tin về sản phẩm mới này đến tai người tiêu dùng biết họ mới mua, do đó thì các cái chi phí để mà tiếp cận với khách hàng thì khá là cao. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là gì, ở cái thị trường đang phát triển này thì khách hàng thì lại dè dặt rằng là cái sản phẩm đó có thực sự mang lại nhiều lợi ích cho mình hay không, nên cái lượng cầu tương đối ít và doanh nghiệp họ cũng không có dám. Đó là lý do tại sao mà nhờ doanh nghiệp họ không có dám duy trì tồn kho ở mức cao, vì sẽ mang lại cái nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Rồi một cái thị trường thứ hai ở trong cái mô hình tương quan thị trường mà chúng ta đã biết được rồi, đó là cái thị trường gọi là thị trường tăng trưởng, đúng không ạ? Thị trường tăng trưởng có nghĩa là gì? Nó sẽ đi giống như là chu kỳ sống của một sản phẩm gì đó, là chẳng hạn như là phát triển, tăng trưởng, ổn định và bão hòa. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là gì, xét theo cái mô hình tương quan thị trường về cung cầu về một cái sản phẩm nào đó thì nó cũng có bốn cái thị trường, đúng không ạ? Thị trường đang phát triển, thị trường tăng trưởng. Thì cái thị trường tăng trưởng này nó có một cái đặc điểm là gì? Khi mà cái sản phẩm này cầu nó sẽ vượt cung, có nghĩa là gì, trong thị trường tăng trưởng có lượng cầu cao hơn lượng cung nên lượng cung thường hay thay đổi, và nếu cái thị trường thay đổi tăng đột ngột thời gian ngắn thì nhu cầu tăng cao và cung không thể đáp ứng được. Và trong cái thị trường này thì cung cấp mức phục vụ khách hàng cao thông qua cái tỷ lệ hoàn thành đơn hàng và giao hàng đúng hạn, và khách hàng muốn nguồn cung ứng đáng tin cậy và sẽ trả thêm cái chi phí cho sự tin cậy này. Và trong thị trường này thì chi phí bán hàng thấp và tồn kho có thể cao. Thì chúng ta thấy rằng là khi thị trường tăng trưởng thì khi mà cung vượt cầu á, thì vấn đề là gì, cái người bán họ sẽ gì, tăng cái mức tồn kho, đúng không ạ, để mà gì có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời họ sẽ giảm các cái chi phí bán hàng thấp xuống để gì, đảm bảo rằng là gì, cái lượng cầu có thể nâng cao cái mức phục vụ khách hàng cao hơn thông qua cái tỷ lệ hoàn thành đơn hàng và giao hàng đúng hạn. Điều này thì thường xảy ra đối với cái thị trường tăng trưởng này, thì chúng ta thấy rằng là gì, thường xảy ra đối với những cái mẫu sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường, nhưng sản xuất với cái số lượng có hàng và như là các cái dòng siêu xe này, hoặc là những cái sản phẩm mới ra mắt thị trường và được giới hạn phân khúc. Và một cái thị trường thứ tư, loại thứ ba, đó là thị trường mà có cả lượng cung và cầu đều cao. Thì trong thị trường này thì người ta gọi là gì, có thể dự báo và là cái thị trường nôm na là gì, thị trường ổn định. Thì trong cái thị trường ổn định này thì chúng ta thấy rằng là gì, cả cái lượng cung và cầu đều cao và chúng ta có thể dự đoán được. Và đây là cái thị trường có sự cân bằng khá tốt giữa lượng cung và cầu, và các cái công ty thực ra thì các cái công ty nên tập trung vào cực tiểu hóa hàng tồn kho và chi phí bán hàng mà vẫn duy trì được cái mức phục vụ hàng hóa cao, thì nó gọi là thị trường ổn định. Và cái thị trường thứ tư mà chúng ta thấy đó là gì, trong cái thị trường này thì có thể loại thứ tư đó là gì, thị trường mà lượng cung cao hơn lượng cầu, thì đó người ta gọi là gì, đây là cái thị trường trưởng thành, thì hay còn gọi là thị trường bão hòa. Đó có nghĩa là gì, cung vượt cầu. Thì trong cái thị trường bão hòa này thì lượng cung vượt hơn nhu cầu và có sự dư thừa sản phẩm, và nhu cầu tạm ổn định hoặc giảm chậm, nhưng do cạnh tranh quyết liệt nên lượng cầu có thể thay đổi, và mức linh hoạt trong thị trường được đánh giá qua khả năng đáp ứng nhanh với những thay đổi về nhu cầu sản phẩm mà vẫn duy trì mức phục vụ khách hàng cao. Và chúng ta thấy rằng là khách hàng trong cái thị trường này họ thích cái sự thuận tiện của cửa hàng, có thể mua đủ loại hàng hóa với cái mức giá thấp, và trong thị trường này thì tồn kho sẽ là cực tiểu và chi phí bán hàng có phần cao hơn chi phí thu hút khách hàng trong một cái thị trường cạnh tranh. Thì nôm na thì ở đây thì tôi giới thiệu cho các em sơ bộ cái mô hình tương quan thị trường. Thì cái mô hình tương quan thị trường này nó gồm có bốn cái thị trường, đúng không ạ, cũng tương ứng với lại là gì, đó là gì, thị trường đang phát triển, rồi thị trường tăng trưởng, thị trường ổn định và thị trường bão hòa. Và để mà kết hợp với lại là thành cái mô hình tương quan giữa chuỗi cung ứng, thì người ta sẽ kết hợp các cái đo lường hiệu quả thị trường này dựa trên cái chuỗi cung ứng. Thì để mà mỗi, chúng ta biết rằng là gì, mỗi loại thị trường thì nó mang lại các cái cơ hội riêng cho những cái chuỗi cung ứng hỗ trợ và hoạt động trong thị trường đó.
Và trong thực tế thì lợi ích lớn nhất mà các cái doanh nghiệp đạt được đó là cái khả năng nắm bắt nhanh chóng các cái cơ hội mà thị trường mang lại. Chẳng hạn như là thị trường đang phát triển thì cái cơ hội mang lại cho doanh nghiệp là gì, đúng không ạ? Rồi thị trường tăng trưởng thì cái cơ hội nó mang lại cho doanh nghiệp đó là gì, rồi thị trường ổn định cũng như là thị trường bão hòa. Thì trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là gì, lợi ích lớn nhất mà các doanh nghiệp này đạt được đó là cái khả năng nắm bắt nhanh chóng các cái cơ hội mà thị trường mang lại. Chính vì vậy các cái doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ở mỗi loại thị trường họ sẽ phải cần phải kết hợp với các cái đặc điểm hiệu suất khác nhau, rồi họ phải học cách làm việc cùng nhau để mà tận dụng được những cái cơ hội sẵn có của thị trường, để mà tránh bị tụt lại phía sau nếu như mà không biết vận dụng chúng một cách hiệu quả. Thì để mà làm được cái điều đó thì người ta có bốn cái nhóm thước đo mà họ sẽ sử dụng để đánh giá một cách khách quan hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường, tương ứng với lại là bốn thị trường này, chẳng hạn như là trong cái thị trường đang phát triển này, trong thị trường tăng trưởng này, trong thị trường ổn định này, thị trường bão hòa, thì nó có các cái doanh nghiệp này họ sẽ sử dụng bốn cái thước đo để mà đánh giá một cách khách quan hiệu suất hoạt động của các cái chuỗi cung ứng trong thị trường này, dựa trên bốn cái thang đo. Cái thang đo đầu tiên người ta gọi là gì, mức phục vụ khách hàng. Cái thang đo thứ hai liên quan đến vấn đề là hiệu quả nội bộ. Cái thang đo thứ ba thì nó liên quan đến vấn đề là gì, nhu cầu linh hoạt. Và cái thang đo thứ tư để mà chúng ta có thể đánh giá được cái hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường thì nó là gì, phát triển sản phẩm. Và người ta sẽ coi thử cái thang đo trong ứng với mỗi thị trường, đúng không ạ? Ứng với mỗi cái thị trường này thì cái thang đo nào nó phù hợp để mà doanh nghiệp họ có thể gì, nắm bắt được cơ hội thị trường. Chẳng hạn như là trong thị trường đang phát triển thì người ta nên sử dụng cái thang đo nào, chẳng hạn như là trong bốn thang đo về mức phục vụ khách hàng, rồi hiệu quả hoạt động nội bộ, nhu cầu linh hoạt hay phát triển sản phẩm, để mà có thể gì đánh giá được cái hiệu suất hoạt động trong chuỗi cung ứng liên quan đến thị trường phát triển. Cũng tương tự như vậy thì thị trường ở thị trường tăng trưởng, khi mà cầu vượt cung thì người ta sẽ để mà đi đánh giá hiệu quả của các cái chuỗi cung ứng trong thị trường này thì người ta sẽ áp dụng cái thang đo nào. Thì các em lưu ý rằng là gì, đó là sự kết hợp để mà nó thành một cái mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, mức phục vụ khách hàng nghĩa là sao. Thì nôm na chúng ta có hiểu là gì, mức phục vụ khách hàng hay còn gọi là dịch vụ khách hàng thì nó nhằm mục đích là đo lường cái khả năng đáp ứng những mong đợi từ khách hàng của chuỗi cung ứng. Có nghĩa rằng là gì, tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi loại thị trường mà khách hàng họ sẽ có những cái mong đợi và nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như là trong thị trường phát triển thì khách hàng này họ sẽ mong đợi điều gì và nhu cầu họ như thế nào liên quan cái thị trường phát triển đối với những cái sản phẩm mới, hoặc là gì, tùy cái thang đo gọi là mức phục vụ khách hàng. Tôi lấy ví dụ như là khách hàng có nhu cầu và sẵn sàng chi trả cho các cái dịch vụ giao hàng nhanh chóng dù chỉ với số lượng nhỏ, đúng không ạ? Chẳng hạn như đó có thể coi như là gì, cái thang đo liên quan tới mức phục vụ khách hàng. Hoặc là gì, một cái mức phục vụ khách hàng mà chúng ta có thể dùng làm thang đo, đúng không ạ? Chẳng hạn như là khách hàng mong muốn nhanh chóng có được sản phẩm nên sẽ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm sẵn có. Hoặc là ở thị trường khác thì khách hàng họ có thể chờ đợi lâu hơn để mua được cái sản phẩm ưng ý, phù hợp với giá trị mà mình cần sử dụng hơn. Ví dụ như là khách hàng mua giày thì có thể đặt hàng và chờ đợi để có được đôi giày phù hợp với cỡ chân, mà lại phụ thuộc vào mẫu mã thích hợp. Thì tùy thuộc vào, chẳng hạn như là tôi lấy nói là tùy thuộc vào cái thị trường mà cái mức độ chúng ta áp dụng cái mức độ thang đo phục vụ khách hàng như thế nào. Và nói tóm lại thì mỗi loại thị trường thì khách hàng họ sẽ có những cái mong đợi và nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như là đối với cái thị trường mà có sản phẩm mới ra với số lượng ít thì khách hàng họ có nhu cầu gì, sẵn sàng chi trả cho các cái dịch vụ giao hàng nhanh chóng dù chỉ với số lượng nhỏ, vân vân. Còn cái liên quan đến vấn đề là thang đo về hiệu quả nội bộ thì thực ra thang đo này nó liên quan đến cái khả năng hoạt động của chuỗi cung ứng để tạo ra mức lợi nhuận thích hợp. Thì giống như cái dịch vụ khách hàng, mức lợi nhuận thích hợp trong từng loại hình thị trường cũng khác nhau tùy vào sự thay đổi của điều kiện thị trường. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là trong thị trường đang phát triển thì đòi hỏi mức lợi nhuận biên phải cao để bù đắp rủi ro và bảo chứng cho lượng thời gian hao phí cũng như là gì nguồn lực đã bỏ ra. Thì cái
thang đo này nó liên quan đến cái khả năng hoạt động của chuỗi cung ứng để tạo ra mức lợi nhuận thích hợp, đúng không ạ? Chẳng hạn như là ở trong thị trường phát triển thì như thế nào, ở trong thị trường đang tăng trưởng bão hòa thì như thế nào, thì chúng ta cần lưu ý. Và chẳng hạn là đối với thị trường bão hòa, đúng không ạ, thì cái lợi nhuận biên sẽ thấp hơn do có ít sự biến động hay rủi ro gặp phải ít hơn. Nhưng ở những thị trường này thì xuất hiện rất nhiều cơ hội kinh doanh với khối lượng lớn, đồng thời tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Thì nôm na khi mà chúng ta học ở cái môn kinh tế vĩ mô đó, thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em liên quan tới cái vấn đề là gì để đánh giá hiệu quả trong một thị trường thì chúng ta cần phải áp dụng những cái gì. Rồi một cái thang đo thứ ba liên quan cái gì, nhu cầu linh hoạt. Thì cái nhu cầu linh hoạt này là cái khả năng phản ứng linh hoạt trước biến động của biến động cầu, hay nói cách khác, thang đo này thì nó đo lường khả năng đáp ứng nhanh sự thay đổi về nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Và thông qua quá trình phân tích và đánh giá thì chúng ta có thể thấy được khối lượng gia tăng trong lượng cầu mà doanh nghiệp hay chuỗi cung ứng có thể đáp ứng được, và nó phù hợp với nhu cầu hiện tại của khách hàng. Và ngoài ra thì thang đo này nó sẽ đo lường về cái khả năng ứng phó linh hoạt với những cái dòng sản phẩm tiềm năng, rồi tính năng thường xuất hiện trong những cái thị trường tăng trưởng. Thì chúng ta thấy rằng là gì, ứng với mỗi cái thị trường người ta sẽ có những cái thang đo phù hợp để mà người ta lựa chọn để đo đánh giá được cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong cái thị trường đó. Rồi một cái thang đo khác người ta có thể áp dụng trong vấn đề đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường đó là gì, phát triển sản phẩm. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, phát triển sản phẩm nhằm mục đích đo lường khả năng phát triển và phân phối sản phẩm mới một cách hợp lý. Đây là việc làm cần thiết và quan trọng đối với các cái công ty hoạt động trong những cái thị trường tiềm năng, cần phải liên tục biến đổi và tạo ra sản phẩm mới độc đáo và khác biệt để mà bắt kịp cái xu hướng thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Đặc biệt như nói ở trên thì nếu mà doanh nghiệp đã xác định được những cái nhu cầu xác thực mà chính bản thân khách hàng chưa nhận thức được, thì đó chính là cơ hội để doanh nghiệp triển khai, sáng tạo và phát triển ra những cái sản phẩm mới với tính năng vượt trội duy nhất trên thị trường, không ngừng đổi mới và nâng cao sản phẩm, không chỉ để tồn tại mà còn tiềm năng dẫn đầu trên thị trường hoạt động. Thì chúng ta thấy rằng là ứng với mỗi thang đo này nó sẽ có mục đích, những cái mục đích đo lường khác nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn như là điều đó có nghĩa là gì, đối với cái thị trường đang phát triển thì chúng ta có thể sử dụng cái thang đo là gì, phát triển sản phẩm này, để mà gì, đo lường cái khả năng phát triển và phân phối sản phẩm một cách hợp lý. Đúng không ạ? Rồi ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là Apple và Samsung, thì chúng ta biết rằng là Apple và Samsung là hai cái công ty chuyên sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất trên thị trường hiện nay, và họ luôn là người đi đầu trong việc tạo ra những cái tính năng mới rất riêng cho sản phẩm của mình để đáp ứng được những nhu cầu đang rất là tiềm năng trong từng khách hàng. Thì chúng ta có thể thấy nôm na khi mà người ta kết hợp lại khi mà người ta kết hợp lại giữa mô hình đơn giản tương quan thị trường với lại là cái khung đo lường, đúng không ạ, với lại là bốn cái tiêu chí đo lường hiệu quả của một chuỗi cung ứng trong thị trường, thì người ta sẽ thấy rằng chẳng hạn như là từ thị trường, đúng không ạ, từ đây chúng ta thấy này, từ thị trường thì có nhiều yêu cầu khác nhau đặt ra cho chuỗi cung ứng. Điều này hình thành nên một cái khung đo lường hiệu quả chúng ta bằng cách chúng ta sử dụng bốn cái loại số đo trên, là về chẳng hạn như là về mức phục vụ khách hàng nè, về hiệu quả nội bộ nè, về nhu cầu linh hoạt nè, về phát triển sản phẩm. Khung này thì nó sẽ mô tả cái khung đo lường hiệu quả này, thì chúng ta thấy rằng là gì, nhìn vào cái sơ đồ này thì nó sẽ mô tả cái tích hợp cần có của các công ty hay chuỗi cung ứng khi phục vụ bốn loại thị trường khác nhau. Khi công ty xác định các cái thị trường mà công ty phục vụ thì sau đó sẽ xác định được các cái kết quả tích hợp cần có trong các cái thị trường để đáp ứng tốt những cái cơ hội mà thị trường mang lại. Thì chúng ta thấy rằng là gì, ở đây trong cái thị trường đang phát triển, đúng không ạ, thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Trong thị trường đang phát triển thì nó đòi hỏi chuỗi cung ứng vượt trội trong phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Do đó thì trong cái thị trường phát triển này thì để đo được cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường này thì người ta sử dụng hai thang đo, đó là gì,
mức phục vụ khách hàng và dịch vụ và phát triển sản phẩm. Thì thị trường tăng trưởng, trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là gì, ở thị trường tăng trưởng thì người ta thấy rằng là gì, ở thị trường tăng trưởng này nó đòi hỏi mức phục vụ khách hàng cao, đặc biệt thể hiện thông qua cái tỷ lệ hoàn thành đơn hàng và giao hàng đúng hạn. Có nghĩa là gì, tí nữa chúng ta sẽ phân tích cụ thể cái hiệu quả, cái thang đo ở trong mỗi cái khung này, chẳng hạn như là về dịch vụ khách hàng thì có những cái khung đo như thế nào, thì chúng ta tí nữa mình sẽ phân tích sau. Thì ở cái thị trường tăng trưởng, đúng không, chúng ta có thấy đây này, ở thị trường tăng trưởng thì người ta đòi hỏi cái mức phục vụ khách hàng cao, đặc biệt là nó thể hiện thông qua cái tỷ lệ hoàn thành đơn hàng và giao hàng đúng hạn. Do đó thì khi mà đo lường cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong cái thị trường phát triển thì người ta chỉ cần sử dụng một cái thang đo thôi, đó là gì, mức phục vụ khách hàng. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là ở cái thị trường ổn định thì nó đòi hỏi cái hiệu quả nội bộ và phạm vi phục vụ khách hàng rộng hơn. Trong điều đó có nghĩa rằng là gì, đối với thị trường ổn định thì thực ra thì khi nghiên cứu các em có thể sử dụng cái mô hình tương quan thị trường và chuỗi cung ứng này, các em áp dụng nó vào các công ty, các cái tập đoàn, thì chúng ta có thể đo được cái hiệu quả của chuỗi cung ứng hoạt động trong từng thị trường bằng cách là sử dụng các cái thang đo. Thì các em có thể sử dụng các cái thang đo này, là hôm nay chúng ta có thể là gì, đơn giản nhất để chúng ta có thể đo được cái hiệu quả của chuỗi cung ứng trong từng thị trường. Thì ở thị trường ổn định này thì mình nói lại là gì, người ta đòi hỏi cái hiệu quả nội bộ và cái mức phục vụ khách hàng cao hơn. Do đó thì vấn đề là liên quan đối với các cái sản phẩm mà chúng ta phân tích trong thị trường ổn định thì chúng ta chỉ cần sử dụng hai cái thang đo, đó là mức phục vụ khách hàng và hiệu quả nội bộ, để mà chúng ta đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường này. Còn trong cái thị trường trưởng thành, hay còn gọi là trong thị trường bão hòa đó, thì đòi hỏi cả cái hiệu quả nội bộ và mức phục vụ khách hàng như trong thị trường ổn định. Ngoài ra thì thị trường này nó còn đòi hỏi thêm cái mức độ linh hoạt cao đối với nhu cầu về sản phẩm. Do đó chúng ta thấy rằng là gì, đây là một cái mô hình tương quan giữa thị trường và chuỗi cung ứng. Ứng với mỗi thị trường để mà đo hiệu quả của chuỗi cung ứng trong thị trường đó, thì chúng ta có thể sử dụng đây cái mô hình này. Chẳng hạn như là về cung ứng, về chuỗi cung ứng thì chúng ta, thị trường đang phát triển thì chúng ta có thể sử dụng hai cái thang đo, đó là gì, mức phục vụ khách hàng và phát triển sản phẩm, để đo cái hiệu quả chuỗi cung ứng trong thị trường phát triển. Đối với thị trường tăng trưởng thì chúng ta để đo cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường tăng trưởng thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái thang đo thôi, đó là gì, mức phục vụ khách hàng. Và tương tự như vậy thì trong thị trường ổn định thì để đo cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường ổn định thì chúng ta có thể sử dụng hai cái thang đo, đó là gì, mức phục vụ khách hàng và hiệu quả nội bộ, và cuối cùng là gì, để đo được cái trong thị trường bão hòa, để đo được cái hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường này thì chúng ta sử dụng 3 thang đo mà họ có thể sử dụng để đo lường cái hiệu quả của chuỗi cung ứng, đó là gì, mức phục vụ khách hàng, hiệu quả nội bộ và nhu cầu linh hoạt. Về mức phục vụ khách hàng, liên quan tới cái mức phục vụ khách hàng thì chúng ta thấy rằng trong cái thang đo liên quan với vấn đề là mức phục vụ khách hàng thì ở đây thì cái chúng ta thấy rằng là gì, dịch vụ khách hàng thì nó liên quan đến đến cái gì, đến khả năng tham gia dự báo này, nắm bắt và đáp ứng nhu cầu các cái sản phẩm theo cá nhân và giao hàng đúng hạn. Thì bất kỳ công ty nào muốn tồn tại thì đều phải phục vụ khách hàng tốt. Do đó thì bất kỳ chuỗi cung ứng nào muốn tồn tại thì đều phải phục vụ thị trường mà nó tham gia. Và việc đo lường này thì cho biết công ty biết được cái mức độ phục vụ khách hàng họ như thế nào và chuỗi cung ứng đáp ứng thị trường ra sao. Thì khi mà áp dụng cái thang đo, cái hệ thống đo lường dịch vụ khách hàng thì nó có hai hệ thống đo lường dịch vụ khách hàng ở đây, của một công ty hay chuỗi cung ứng.
đó là sản xuất để mà tồn kho. Khi mà chúng ta học ở cái môn quản trị sản xuất liên quan đến vấn đề làm thang đo về một mức độ phục vụ dịch vụ khách hàng, thì chúng ta cũng thấy rằng là thầy sẽ hướng dẫn cho các em, tại vì có hai bộ hệ thống đo lường dịch vụ khách hàng của công ty hay chuỗi cung ứng, đó là thiết lập, gọi là thiết lập để tồn kho, người ta gọi là sản xuất để tồn kho, BTS có nghĩa là build to stock, có nghĩa là gì, sản xuất để tồn kho, và người ta có thể đo lường cái hiệu quả dịch vụ khách hàng bằng một cái hệ thống thứ hai gọi là thiết lập theo đơn hàng, hay còn gọi là sản xuất theo đơn đặt hàng, nó gọi là BTO, gọi là build to order. Thì đây là hai cái khung để mà chúng ta có thể đánh giá cái mức hệ thống đo lường chúng ta có thể sử dụng để gì, đánh giá cái mức phục vụ khách hàng ở trong từng cái thị trường. Đối với lại là cái đơn vị đo lường phổ biến là BTS, có nghĩa là gì, thiết lập để tồn kho hay là sản xuất để tồn kho, thì nó liên quan đến các cái vấn đề chẳng hạn như là tỷ lệ hoàn thành đơn hàng nè, rồi tỷ lệ giao hàng đúng hạn nè, rồi chẳng hạn như là khi mà chúng ta đánh giá, đúng không, mức độ phục vụ khách hàng, đối với vấn đề là chúng ta sử dụng cái hệ thống BTS thì chúng ta có thể sử dụng là gì, coi thử chúng ta đo lường liên quan đến vấn đề là tỷ lệ hoàn thành đơn hàng, rồi tỷ lệ giao hàng đúng hạn, rồi ngoài ra thì chúng ta có thể sử đánh giá liên quan đến giá trị của tổng các cái đơn hàng bị trả lại và số lượng đơn hàng bị trả lại, rồi tần suất và thời gian các cái đơn hàng bị trả lại và tỷ lệ hàng bị trả lại, có nghĩa là tỷ lệ sản phẩm bị trả lại. Thì khi mà chúng ta đo lường các cái hệ thống này thì chúng ta sẽ xác định được rằng là cái gì, cái hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường nó có tốt hay không. Còn nếu mà chúng ta thiết lập theo đơn hàng, có nghĩa là gì, sản xuất theo đơn đặt hàng, gọi là BTO, thì người ta gọi là build to order, thì đối với cái mô hình này chúng ta đánh giá mức độ phục vụ khách hàng dựa trên các cái yếu tố, thứ nhất là gì, thời gian đáp ứng yêu cầu khách hàng, rồi tỷ lệ giao hàng đúng lúc, rồi giá trị và số lượng của những đơn hàng bị trễ, tần suất và thời gian đơn hàng bị trễ, rồi số lượng hàng bị trả lại để mà báo, để bảo hành và sửa chữa. Thì đây là cái thang đo liên quan đến mức phục vụ khách hàng, và hệ thống đo lường thì chúng ta sử dụng hai hệ thống, đó là gì, sản xuất để tồn kho và gì, sản xuất theo đơn đặt hàng, để chúng ta đánh giá. Cái thứ hai đó là thiết lập về hiệu suất nội bộ. Nếu mà chúng ta trong cái thang đo, đúng không ạ, trong bốn cái về hiệu suất nội bộ, thì hiệu suất nội bộ này thì cụ thể là chúng ta sẽ làm cái gì, thì trong cái hiệu suất nội bộ này thì chúng ta sẽ là khả năng mà công ty hay là chuỗi cung ứng sử dụng tài sản để mà tạo ra lợi nhuận ngay khi có thể. Thì tài sản bao gồm những thứ gì mà có giá trị hữu hình, như là nhà máy này, thiết bị này, tồn kho và tiền mặt. Thì đối với vấn đề là hiệu quả nội bộ, thì cái hệ thống đo lường hiệu quả nội bộ này người ta có thể sử dụng, đó là thứ nhất là gì, giá trị tồn kho, có nghĩa là giá trị hàng tồn kho. Cái thứ hai là gì, có nghĩa là giá trị lô hàng nằm trong kho đó. Cái thứ hai là người ta có thể sử dụng cái thước đo là gì, vòng quay tồn kho, hàng tồn kho, để mà người ta đánh giá cái hiệu quả nội bộ. Rồi cái thứ ba, người ta có thể sử dụng cái thước đo là gì, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Và cái thứ tư, người ta có thể sử dụng cái hệ thống đo lường hiệu quả nội bộ là gì, vòng quay tiền mặt. Quay lại cái sản xuất tồn kho, mình giới thiệu sơ cho các em cái là cái chẳng hạn như là thiết lập để tồn kho, có nghĩa là gì, cái mô hình đánh giá mức độ phục vụ khách hàng dựa trên sản xuất để tồn kho BTS. Thì nôm na BTS có nghĩa là build to stock, là nơi mà các cái sản phẩm phổ biến cung cấp đến khách hàng hay thị trường rộng lớn. Các sản phẩm này như là gì, văn phòng phẩm này, dụng cụ dọn dẹp này, vật liệu xây dựng này, vân vân, và khách hàng mong muốn nhận được sản phẩm bất kỳ khi nào họ cần. Nôm na là gì, chúng ta hiểu rằng là gì, các cái sản phẩm này họ sẽ được sản xuất trước khi mà gì, có đơn đặt hàng của khách hàng, có nghĩa là phải sản xuất available, sẵn sàng để mà gì, bán cho khách hàng, người ta gọi là gì, thiết lập để tồn kho. Và chuỗi cung ứng cho dòng sản phẩm này nó sẽ đáp ứng nhu cầu bằng cách đó là gì, tồn trữ hàng hóa trong kho để luôn có sẵn để bán.
Và trong cái môi trường sản xuất để tồn kho BTS này thì khách hàng họ muốn đơn hàng phải được thực hiện ngay tức thì. Có nghĩa là gì? Khi mà tôi có nhu cầu tôi tới đặt hàng thì cái người bán hàng phải đáp ứng cho tôi cái đơn hàng đó ngay lập tức. Có nghĩa là gì? Để đáp ứng cái đơn hàng đó ngay lập tức, nôm na gì, chúng ta phải có hàng trong kho. Thì đó là cái mô hình gọi là thiết lập để mà tồn kho, hay là sản xuất để tồn kho. Và nếu đơn đặt hàng có số lượng lớn và nhiều chủng loại thì chi phí cung ứng rất đắt. Tại vì vấn đề là gì? Nếu công ty tồn liên quan đến vấn đề là tồn trữ mà. Nếu mà công ty tồn trữ tất cả các mặt hàng đó thì cần nhiều vốn, nên họ có kế hoạch dự phòng giao hàng các sản phẩm không có trong kho hay thay thế bằng mặt hàng chất lượng cao không sẵn có. Và tỷ lệ hoàn thành đơn hàng cho biết phần trăm tổng số đơn hàng được thực hiện lập tức ngay tại kho. Thì nôm na đó là cái mô hình gọi là sản xuất để tồn kho. Còn cái mô hình thực ra thì cái này tôi cũng không biết là trong môn quản trị sản xuất thầy cô đã hướng dẫn cho các em chưa. Tuy nhiên thì ở đây thì mình nhắc lại để chúng ta biết được là gì, sản xuất để tồn kho là như thế nào. Rồi còn sản xuất theo đơn đặt hàng thì nôm na chúng ta có thể hiểu là gì? Sản xuất theo đơn đặt hàng là nơi sản phẩm được cung ứng theo yêu cầu của khách hàng. Và đây là cái trường hợp một sản phẩm được tạo ra dựa trên đơn hàng cụ thể. Có nghĩa rằng là gì? Đối với trường hợp này, các cái sản phẩm này chỉ được tạo ra khi mà gì? Có đơn đặt hàng cụ thể từ khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Ví dụ như là trường hợp của Dell Computer, có nghĩa là gì? Laptop Dell đó, hãng Dell đó, đúng không? Lắp ráp máy tính cá nhân phù hợp với đơn hàng cá nhân và các cái yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. Và trong cái môi trường sản xuất theo đơn đặt hàng này thì điều quan trọng là gì? Là theo dõi cái thời gian đáp ứng yêu cầu khách hàng và tỷ lệ hoàn thành đúng hàng. Và nếu mà công ty thông báo thời gian đáp ứng yêu cầu khách hàng lâu hơn thì tỷ lệ hoàn thành đúng hàng đạt được nó sẽ dễ dàng hơn. Và vấn đề ở đây là khách hàng chấp nhận thời gian đáp ứng ngắn hơn hay là dài hơn. Thời gian đáp ứng đặt ra cần phải phù hợp với chiến lược cạnh tranh và những cái nhiệm vụ quan trọng của công ty. Thì đó, hôm nay chúng ta có thể hiểu sơ về cái vấn đề là hệ thống đo lường dịch vụ khách hàng. Dựa trên có hai hệ thống đo lường dịch vụ khách hàng, đó là gì? Thiết lập để mà tồn kho hay là gì, sản xuất để tồn kho, build to stock BTS, và thiết lập hay là sản xuất theo đơn hàng BTO. Liên quan đến vấn đề là hiệu quả, đo lường, hệ thống đo lường hiệu quả nội bộ thì mình nói lại thì nó có bốn cái thước đo để mà đo lường hiệu quả nội bộ phổ biến, đó là gì? Giá trị hàng tồn kho, rồi vòng quay hàng tồn kho, và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, ROS có nghĩa return of sale đó, và vòng quay tiền mặt. Về cái giá trị tồn kho thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? Thước đo này thì nó sẽ đo lường cả thời gian, thời điểm, cả thời điểm và thời gian trung bình. Tài sản chính liên quan đến cái chuỗi cung ứng là hàng tồn kho được trữ trong suốt chiều dài của chuỗi cung ứng. Thực ra trong phần thực hành thì chúng ta sẽ có một cái phần để mà chúng ta tính toán cái giá trị hàng tồn kho này. Do đó thì trong phần thực hành thì khi mà chúng ta tính toán thì chúng ta sẽ kết hợp với lại lý thuyết thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây thì mình sẽ trình bày cho các em để chúng ta nắm thôi. Thước đo này thì nó sẽ đo lường cả thời điểm và thời gian trung bình. Tài sản chính liên quan đến chuỗi cung ứng là hàng tồn kho được trữ trong suốt chiều dài của chuỗi, đúng không ạ? Các cái chuỗi cung ứng hay công ty luôn tìm nhiều cách để giảm lượng tồn kho mà vẫn đáp ứng được dịch vụ khách hàng ở mức độ cao. Tại vì vấn đề là nếu mà chúng ta cái lượng tồn kho của chúng ta lớn thì cái chi phí của chúng ta rất là lớn liên quan đến vấn đề là tồn kho. Do đó thì các cái chuỗi cung ứng hay công ty họ luôn tìm cách, tìm nhiều cách luôn để mà giảm lượng tồn kho. Thì thực ra thì khi mà chúng ta thực hành thì nó sẽ có một cái phần mềm nôm na là để giải quyết cái bài toán tối ưu ở đây là gì? Giảm lượng tồn kho tối thiểu để giảm cái chi phí. Thì mình sẽ trong Excel nó sẽ có một cái phần gọi là Excel Solver, thì mình sẽ hướng dẫn các em sau. Điều này thì có nghĩa là gì? Cố gắng cân đối lượng hàng tồn kho sẵn có với việc bán hàng, có nghĩa là mức cung và cầu, và không có hàng tồn kho vượt quá. Và trong thị trường tăng trưởng thì công ty sẽ để hàng tồn kho cao hơn, đúng không ạ? Trong cái lúc nãy khi mà phân tích về thị trường tăng trưởng thì công ty sẽ để hàng tồn kho cao hơn, mức bán ra và giá trị hàng tồn kho sẽ tăng. Tuy nhiên với thị trường phát triển và trưởng thành thì tốt nhất là tránh hàng tồn kho dư thừa. Cái thứ hai, cái thang đo thứ hai, cái thước đo thứ hai hiệu quả nội bộ thứ hai mình có thể sử dụng để đánh giá cái hiệu quả nội bộ, đó là gì? Vòng quay hàng tồn kho. Thì phương pháp này nó sẽ đo lường ích lợi hàng tồn kho bằng cách đó là theo dõi tốc độ hàng bán ra trong thời gian một năm.
và tỷ lệ vòng tồn kho càng cao thì càng tốt, và mặc dù vòng quay thấp hơn thì đáp ứng được yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu linh hoạt hơn. Thì ở đây người ta có một cái công thức để người ta có thể xác định được cái vòng quay hàng tồn kho. Thì vòng hay cho quay hàng tồn kho thì nó sẽ bằng là gì? Chi phí bán hàng hàng năm chia cho cái gì? Giá trị tồn kho trung bình hàng năm. Thì đây là cái thang đo về vòng quay hàng tồn kho mà chúng ta có thể sử dụng để gì? Đánh giá cái đo lường cái hiệu quả nội bộ. Rồi cái thứ tư, cái thứ ba liên quan đến vấn đề là đánh giá cái đo lường cái hiệu quả nội bộ, thì người ta có thể sử dụng cái thứ đo gọi là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Thì cái tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu gọi là ROS, có nghĩa là Return on Sales, là một cái hệ đo lường rõ nét về hoạt động đang được vận hành. Và ROS đo lường việc quản lý chi phí cố định, chi phí biến đổi và lợi nhuận là ròng theo mức doanh thu. Thì thực ra ở trong các cái môn chẳng hạn như phân tích hoạt động kinh doanh hay các môn quản trị về tài chính doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đã tính toán những cái này rồi, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, đúng không? Thì cái công thức mà để tính cái tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS thì người ta sẽ bằng gì? Lợi nhuận trước thuế chia cho doanh thu. Và khi mà chúng ta tính được cái giá trị này rồi thì người ta thấy rằng là nếu mà chỉ số ROS càng cao thì càng tốt, và công ty có thể giảm chỉ số này thông qua việc là gì? Giảm số đơn hàng để tranh giành hay củng cố thị phần, hoặc là phải đánh giá phải gánh chịu chi phí cần thiết để đạt được những cái mục tiêu kinh doanh khác, thì người ta có thể sử dụng cái thước đo về cái tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu này để mà đo lường cái hiệu quả nội bộ. Cái thước đo thứ tư để mà có thể người ta có thể sử dụng để mà gì đo lường được cái hiệu quả nội bộ, đó là cái vòng quay tiền mặt. Thì đây là cái thời gian vòng quay tiền mặt, nôm na chúng ta có thể hiểu là gì? Đây là cái thời gian từ khi một công ty chi trả tiền nguyên vật liệu cho nhà cung cấp cho đến khi công ty nhận tiền từ khách hàng của mình. Và cái thời gian này thì có thể được ước tính theo công thức sau. Vòng quay tiền mặt thì chúng ta sẽ bằng là gì? Số ngày tồn kho của sản phẩm cộng cho thời gian khách hàng nợ khi mua hàng trừ cho cái thời gian thanh toán trung bình của đơn hàng. Và cái chu kỳ này càng ngắn thì càng tốt. Mà một cái công ty có thể cải thiện cái khoản phải trả và khoản phải thu dễ dàng hơn là mức tồn kho. Và khoản phải thu thì có thể lớn do thanh toán trễ, và nguyên nhân trễ có thể là gì? Do lỗi hóa đơn hay là bán hàng sản phẩm cho khách hàng có rủi ro về tài chính. Và những cái vấn đề này thì công ty có thể quản lý tốt hơn là đối với hàng tồn kho, có nghĩa là gì? Liên quan đến vấn đề là đánh giá hiệu quả nội bộ này thì có bốn cái thước đo, tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng cái thước đo vòng tuần quay này để gì có thể quản lý tốt hơn đối với cái hàng tồn kho. Trong cái rồi đó là về hiệu quả, đúng không ạ? Về cái nhu cầu linh hoạt, cái hệ thống đo lường về cái nhu cầu linh hoạt thì chúng ta có thể theo dõi ở đây. Chẳng hạn như là nhu cầu linh hoạt thì nó mô tả cái khả năng công ty đáp ứng yêu cầu mới về số lượng này, về chủng loại sản phẩm này, với khả năng thực hiện nhanh chóng. Và một cái công ty hay chuỗi cung ứng cần có khả năng trong lĩnh vực này để mà nó phản ứng với tính dễ thay đổi của thị trường. Và một số các cái thước đo về cái nhu cầu linh hoạt mà người ta có thể áp dụng để đo lường cái hiệu quả về nhu cầu linh hoạt, đó là gì? Thứ nhất là gì? Thời gian, chu kỳ hoạt động, rồi mức gia tăng tính linh hoạt, rồi mức linh hoạt bên ngoài, có nghĩa là tính linh hoạt bên ngoài. Thì thời gian chu kỳ hoạt động thì nôm na là tiêu chí này thì nó sẽ đo lường cái khoảng thời gian thực hiện hoạt động chuỗi cung ứng, như là thời gian hoàn thành đơn hàng này, thời gian thiết kế sản phẩm này, thời gian ở dây chuyền sản xuất này, hay bất cứ hoạt động nào hỗ trợ cho chuỗi cung ứng. Và cái thời gian này thì có thể được đo lường trong phạm vi một công ty riêng lẻ, có thể nhanh nhưng mà công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng từ công ty khác chỉ trong chuỗi cung ứng. Và điều quan trọng là gì? Chu kỳ hoàn thành đơn hàng cho khách hàng cuối cùng mà toàn bộ chuỗi cung ứng phục vụ. Cái thứ hai, chẳng hạn như cái thang đo thứ hai liên quan đến cái mức gia tăng tính linh hoạt. Thì mức gia tăng tính linh hoạt đó là cái khả năng của công ty
hay chuỗi cung ứng đáp ứng nhanh chóng cái khối lượng đơn hàng tăng thêm. Và cái khối lượng đơn hàng cho một sản phẩm thông thường thì có thể là gì, 100 đơn vị mỗi tuần, và một đơn hàng lớn hơn 25% trong một tuần thì có thể thực hiện. Hay nhu cầu tăng thêm đó sẽ bị trừ từ chối do không có sẵn hàng trong kho, và mức linh hoạt gia tăng thì có thể được đo lường như là mức phần trăm gia tăng vượt hơn nhu cầu mong đợi đối với sản phẩm được xem xét. Rồi cái thang đo thứ ba mà chúng ta có thể áp dụng để mà gì đo lường cái hiệu quả nhu cầu linh hoạt, đó là gì, tính linh hoạt bên ngoài. Thì cái tính linh hoạt bên ngoài nôm na chúng ta có thể hiểu là gì, đây là cái khả năng cung cấp nhanh chóng cho khách hàng những cái sản phẩm thêm vào mà sản phẩm này không thuộc nhóm sản phẩm thường được cung cấp. Và trong cái thị trường trưởng thành thì những cái sản phẩm trước đây được xem là ngoài phạm vi chào hàng của công ty thì có thể thích hợp để chào hàng, và nó rất nguy hiểm khi mà cố gắng cung cấp cho khách hàng những cái sản phẩm mới không liên quan và có ít cái điểm chung với sản phẩm hiện tại. Tuy nhiên thì khi mà sự linh hoạt bên ngoài được quản lý tài giỏi thì đây là cơ hội để mà tìm được cái khách hàng mới và bán nhiều hàng hơn cho khách hàng hiện tại. Thì chúng ta ở đây thì mình chỉ giới thiệu sơ cho chúng ta, chẳng hạn như liên quan đến vấn đề là cái thang đo nhu cầu linh hoạt, thì chúng ta có thể trong thang đo nhu cầu linh hoạt này chúng ta có thể sử dụng ba cái thang đo để đo cái hiệu đo lường cái hiệu quả nhu cầu linh hoạt, đó là gì, thời gian của chu kỳ hoạt động này, ví dụ như là thời gian hoàn thành đơn hàng này, rồi cái khả năng gia tăng độ linh hoạt này, chẳng hạn như là đáp ứng nhanh khối lượng đơn hàng tăng thêm này, và cái thứ ba là cái gì, cái thang đo thứ ba chúng ta có thể áp dụng để gì đo lường cái hiệu quả nhu cầu linh hoạt, đó là gì, tính linh hoạt bên ngoài, có nghĩa là gì, cái khả năng cung cấp nhanh chóng những cái sản phẩm không thuộc nhóm thường được cung cấp. Thì chúng ta có thể áp dụng để mà chúng ta đo lường cái hiệu quả nhu cầu về linh hoạt. Rồi cái cuối cùng liên quan tới vấn đề là bốn tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của một chuỗi cung ứng trong thị trường lúc nãy mình mới giới thiệu cho các em, đó là gì, phát triển sản phẩm. Thì cái hệ thống đo lường phát triển sản phẩm thì hệ thống này nó sẽ đo lường cái khả năng của công ty hay là chuỗi cung ứng về vấn đề là thiết kế này, sản xuất mà và phân phối sản phẩm mới để mà phục vụ thị trường. Thì với sự phát triển của kinh tế, xã hội và công nghệ thì là nguyên nhân làm cho thị trường thay đổi theo thời gian, do đó thì kiểu đo lường loại kết quả này thì thường bị bỏ sót, và mỗi chuỗi cung ứng thì họ phải giữ cái tốc độ phát triển cùng với thị trường mà nó phục vụ, nếu không bị thay thế, do đó thì cái khả năng giữ vững tốc độ phát triển với thị trường có thể được đo lường qua chẳng hạn như là phần trăm tổng sản phẩm bán ra đã được giới thiệu trước đó nè, hoặc là gì phần trăm tổng doanh số sản phẩm bán ra đã được giới thiệu trước đó, và thời gian phát triển và phân phối sản phẩm mới. Thì đây là chẳng hạn là khi đo lường cái hiệu quả liên quan đến vấn đề phát triển sản phẩm thì người ta có thể dựa vào các cái thông số để mà người ta có thể đo lường cái hiệu quả đối với cái vấn đề phát triển sản phẩm, đó là gì, phần trăm tổng sản phẩm bán ra đã được giới thiệu trong năm vừa qua, rồi phần trăm tổng doanh số sản phẩm bán ra, đúng không ạ, đã được giới thiệu trong năm vừa qua, và người ta có thể sử dụng cái gì, tổng thời gian của chu kỳ phát triển sản phẩm và phân phối sản phẩm để mà người ta đánh giá. Thì đây là cái mô hình mình giới thiệu cho các em sơ bộ cái mô hình tương quan của chuỗi cung ứng để mà người ta có thể áp dụng để mà người ta đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng ứng với mỗi thị trường. Thì mình nói lại nha, mô hình tương quan này thì nó bao gồm có bốn thị trường, đó là thị trường đang phát triển, thị trường tăng trưởng, thị trường ổn định và thị trường bão hòa. Để mà đo lường được cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong mỗi thị trường thì cái khung đo lường của chuỗi cung ứng trong mỗi thị trường thì nó có bốn khung liên quan tới vấn đề là gì, mức phục vụ khách hàng, cái thứ hai liên quan đến vấn đề là hiệu quả nội bộ, thứ ba liên quan đến vấn đề là nhu cầu linh hoạt, thứ tư là gì, cái thang đo liên quan đến phát triển sản phẩm. Thì mình cũng đã giới thiệu chẳng hạn như là cái khi mà kết hợp chẳng hạn tích hợp giữa cái mô hình thị trường và chuỗi cung ứng thì chúng ta thấy rằng là đối với cái thị trường đang phát triển thì chúng ta có thể sử dụng hai thang đo, đó là gì, mức phục vụ khách hàng để và cái vấn đề là phát triển sản phẩm để chúng ta đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng trong cái thị trường đang phát triển. Rồi trong thị trường tăng trưởng thì chúng ta có thể sử dụng cái thang đo đó là mức phục vụ khách hàng để mà đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong cái thị trường tăng trưởng. Tương tự như vậy thì trong thị trường ổn định và trong thị trường bão hòa thì chúng ta các em có thể sử dụng cái mô hình đơn giản này để mà chúng ta đánh giá cái hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng trong mỗi thị trường, và ứng với mỗi cái mức phục vụ khách hàng, hiệu quả nội bộ, nhu cầu linh hoạt thì chúng ta cũng như là phát triển sản phẩm thì chúng ta có các cái thang đo, đúng không, trong từng cái
hệ thống đo lường, chẳng hạn như là mức phục vụ khách hàng, thì chúng ta có thể sử dụng hai hệ thống, đó là gì, sản xuất để tồn kho và sản xuất để ta theo đơn đặt hàng để mà chúng ta đánh giá. Rồi liên quan tới vấn đề là hiệu quả nội bộ thì chúng ta có thể sử dụng bốn cái thước đo mà chúng ta có thể đánh giá hiệu quả nội bộ, đó là gì, giá trị hàng tồn kho, thì rồi cái vòng quay tồn kho, rồi vòng quay tiền mặt và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, để mà chúng ta có thể đánh giá hệ thống đo lường liên quan đến hiệu quả nội bộ. Tương tự như vậy thì cái hệ thống đo lường nhu cầu linh hoạt thì chúng ta có thể sử dụng ba cái thang đo trong cái hệ thống đo lường nhu cầu linh hoạt để mà chúng ta đánh giá cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong thị trường đó. Chẳng hạn như là thước đo về nhu cầu linh hoạt gồm có gì, thời gian chu kỳ hoạt động này, mức gia tăng tính linh hoạt này, và mức linh hoạt bên ngoài. Và cái thứ tư là liên quan đến vấn đề là chúng ta có thể sử dụng cái thang đo là gì, phát triển sản phẩm, để mà chúng ta đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Trong vấn đề phát triển sản phẩm thì chúng ta có thể sử dụng chẳng hạn như là thang đo liên quan đến vấn đề là phần trăm tổng sản phẩm bán ra đã được giới thiệu trước đó, rồi phần trăm tổng doanh số sản phẩm bán ra đã được giới thiệu trước đó, hoặc là thời gian phát triển và phân phối sản phẩm trước đó, để chúng ta đánh giá cái hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng trong mỗi thì chúng ta có thể nắm sơ bộ như vậy liên quan đến cái mô hình. Rồi chúng ta giải lao 10 phút nha.